cái văn hóa ở Việt Nam trong nước và đồng bào Việt Nam ở hải ngoại. Chúng ta phải duy trì giữ cái văn hóa Việt Nam, đặc biệt chúng ta nhớ về cội nguồn của lịch sử, đó là Hưng Đạo Vương đã đánh 3 lần đánh thắng quân Nguyên, và chúng ta ở trên đất nước tự do nhưng chúng ta vẫn giữ được cái nền văn hóa